Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ito Mobile Channel. Trước đây khi mà muốn mua những chiếc gaming phone giá rẻ thì chúng ta thường nghĩ tới những chiếc Black Shark với mức giá khoảng tầm là 10 triệu cho tới 11 triệu hơn. Nhưng bây giờ chúng ta đã có thêm những sự lựa chọn với mức giá còn tốt hơn nữa. Với chiếc khoảng tầm 9 triệu là các bạn đã có một sản phẩm gaming phone đến từ nhà Xiaomi với mã là Redmi K40 Gaming. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chiếc Redmi K40 Gaming để xem với mức giá 9 triệu thì nó sẽ mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm là như thế nào. 9 triệu là phiên bản 8GB chứ không phải là giống như bên nào đó để giá 8 triệu rồi tới lúc khách hàng tới mua không có lại phải đi về trong ngậm ngùi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Và nếu các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm Redmi K40 Gaming thì có thể tham khảo tại Ito Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình vẫn sẽ thông tin đến cho các bạn đó là hiện tại thì Redmi K40 Gaming nó đã có thể cài Google hoàn toàn bình thường rồi. Từ CH Play, từ đồng bộ danh bạ, rồi đồng bộ lịch, tất cả các thứ thì nó đều hoạt động bình thường. Nên bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề này. Thứ hai đó là những cái thứ mà nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc gaming là như thế nào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta sẽ có bộ đôi trigger được mang trên chính cái chiếc Black Shark 4 đưa xuống. Nó là trigger vật lý và mình đã đánh giá trigger trên cái chiếc Black Shark 4 là trigger đã nhất trên những chiếc gaming phone của năm nay. Thì các bạn có thể hiểu tương tự, đó là chiếc máy này cũng sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm việc sử dụng trigger là sướng nhất. Bấm vào cực kỳ đã bởi vì nó là vật lý, bởi vì bấm vào nó tanh tạch, nó rất đã luôn. Và khi mà các bạn so sánh trigger này với ngay cả những chiếc Asus ROG Phone 5 thì trigger này nó vẫn ngon hơn gấp 69 lần. Thứ hai đó chính là màn hình. Có thể thấy rằng màn hình của Redmi K40 Gaming là một trong những màn hình rất là nổi bật ở phân khúc tầm giá là 9 triệu. Có thể tầm giá này các bạn cũng có thể tìm được màn hình 120Hz, các bạn có thể tìm được màn hình 90Hz hay là các bạn có thể tìm được màn hình 2K. Nhưng để mà có được một cái màn hình với spec đó là Full HD 120Hz rồi độ sâu màu là 10 bit tức là 1 tỷ màu thì chỉ có thể tìm thấy trên Redmi K40 Gaming mà thôi. Một chiếc gaming phone giá rất rẻ nhưng được cải thiện rất là nhiều về cái mặt trải nghiệm hiển thị. Và đây chính là chiếc máy mang tới cho chúng ta trải nghiệm màn hình đã nhất ở phân khúc tầm giá 9 triệu cho gaming. Và tất nhiên với cái màn hình này khi mà các bạn sử dụng để xem video hay là làm tất cả những thứ khác thì nó vẫn rất là tuyệt vời. Chủ yếu là khi mà chỉnh ảnh thì cái màu sắc nó không được đúng cho lắm, nó sẽ bị rực lên. Thì đây cũng là cái điểm chung của những cái màn hình gaming rồi. Không thể nào mà chúng ta chấp nhận một cái màn hình nó quá nhợt nhạt để mà chơi game được. Thế nhưng nó cũng sẽ có những cái điểm mà chúng ta sẽ phải quan tâm rất là nhiều liên quan đến việc cấu hình, liên quan đến việc tối ưu, liên quan đến việc hiệu năng của nó và setting của nó trong những tựa game là như thế nào. Mình thấy có một số người nhận định con chip Dimensity 1200 rất là ngon, là một con chip được tối ưu hóa cực kỳ kinh khủng, hay là những con chip Dimensity khác cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà mình từ trước đến giờ mình sử dụng chip Dimensity, mình chưa thấy có con nào nó tuyệt vời theo cái trải nghiệm của mình cả. Bởi vì có thể đấy, nếu như các bạn đo FPS trong một vài tựa game thì con Dimensity này nó vẫn mang lại cho chúng ta FPS ở mức 60, hay thậm chí ở trong PUBG mình để ở mức mượt và cực độ, tức là mức FPS 60 trong game ấy, thì cái chiếc máy này đồng ý là nó vẫn có thể giữ được cho chúng ta ổn định ở mức 59 cho tới 61 FPS và mình không gặp hiện tượng bị drop FPS sâu. Ok, điều này có thể thấy được rằng là Dimensity có thể mang tới chúng ta những trải nghiệm tốt. Nhưng có một thứ khác mà chúng ta cũng sẽ phải quan tâm, đó là về việc tối ưu hóa của con chip Dimensity này với giao diện với cái nền tảng MIUI 12.5, hoặc là ngay cả với việc đó là tối ưu hóa dành cho cái màn hình này. Bởi vì đây là một cái màn hình có khả năng điều chỉnh tần số quét theo những cái ứng dụng, theo những tựa game mà chúng ta đang sử dụng. Thế nên nó cũng đang gặp chính cái tình trạng bị điều chỉnh ở trong cái tựa game mà chúng ta chơi, cụ thể đó chính là PUBG. Các bạn có thể nhìn thấy trên biểu đồ, có thể khi mà mình chơi FPS nó ở mức từ 59 cho tới 61 thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng. Theo lý thuyết thì là nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta và nó không thể nào mà gây ra được cái tình trạng giật lag ở trên cái hiển thị. Nhưng cái chiếc máy này nó lại bị gặp hiện tượng đó là bị khựng khung hình khi mà FPS đang ở mức 60. Đây là một cái điều mà mình không thể nào mà chấp nhận được. Rõ ràng mức FPS đó phải là một mức FPS giúp cho chúng ta có những trải nghiệm là mượt mà nhất. Nhưng cái chiếc máy này thì nó lại không giữ vững được cái điều đó. Thì cái điều này mình nghĩ đó, nó có thể đến từ việc là cái màn hình này nó đang bị thay đổi tần số quét trong cái tựa game PUBG. Khi mà chúng ta chơi nó không giữ vững được ở mức 60 mà nó thay đổi liên tục, nên nó đã vô tình tạo ra cái hiện tượng đó là bị khựng khung hình trong quá trình mà chúng ta chơi. Thế nên mình mong rằng là
Redmi sẽ có thể cải thiện được điều này, sẽ có thể tối ưu hóa được cái điều này và giúp cho con chip Dimensity có thể phát huy thêm được cái khả năng chơi game của nó, giúp cho chúng ta có những trải nghiệm tốt hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá rằng con chip Dimensity với cái chiếc máy này nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu chơi game gọi là mượt mà nhất của mình. Còn không biết là các bạn như thế nào, các bạn đã sử dụng nó như thế nào thì mình không biết. Và đó là những cái trải nghiệm của mình trên cái chiếc máy này hiện tại mà thôi. Còn một cái vấn đề nữa đó là có một số người bảo rằng là có thể là MediaTek không nhét tiền cho những hãng game ở Việt Nam nên họ không tối ưu hóa để có thể mở được FPS cao trong đối tượng game PUBG ở thị trường Việt Nam, thì điều này mình hoàn toàn phủ nhận. Bởi vì hãng game muốn người ta chơi được thì hãng game bắt buộc phải đi tối ưu hóa cho những chiếc máy mà người ta đang quan tâm thì người ta mới chơi game, chứ không phải là cứ hãng nào phải đút tiền cho hãng game thì người ta mới làm. Như vậy thì tất cả hãng điện thoại cùng đồng loạt không đưa tiền, hãng game không tối ưu, thế để hãng game nó chết à? Đúng không? Đúng không ạ? Thì đây rõ ràng là cái vấn đề đó là đến từ việc con chip này nó chưa tương thích tốt được với tựa game, nên tựa game vẫn chưa mở được cái FPS tốt cho nó. Giống như việc mà mình đã nói rồi, ngay cả việc khi mà mình chơi được 60 FPS thì thỉnh thoảng cái khung hình nó vẫn bị khựng. Thì làm sao mà tựa game dám mở cho cái chiếc máy này chơi ở một cái mức setting cao hơn? Các bạn thấy đúng không ạ? Thế nên theo bản thân mình thấy, đây là vấn đề đến từ việc đó là tối ưu hóa của chiếc máy, chứ không phải đến từ việc tối ưu hóa của hàng game. Còn về những trải nghiệm hàng ngày thông thường, tốc độ mở app này kia thì nó quá dễ cho chiếc máy này rồi. Dimensity 1000 nó đã làm quá tốt thì chẳng có gì gặp khó khăn trên Dimensity 1200 cả. Bởi vì thậm chí là con Dimensity 1200 nó còn được nâng thêm một chút về xung nhịp của CPU, được cải thiện thêm, được tối ưu hóa lại cái số nhân ở trên con CPU này để giúp cho các bạn có những trải nghiệm khi mà mở app là mượt mà hơn rất là nhiều. Chỉ đáng tiếc một điều đấy là GPU trên con Dimensity 1200 thì nó vẫn giữ nguyên, đó là con Mali P70 thì phải. So với cái GPU trên con 1000 là nó không có sự thay đổi. Thì đấy cũng sẽ là một cái điểm yếu nho nhỏ của con chip này. Nhưng mà theo mình thấy ấy, nếu như mà các bạn đang phân vân đắn đo sử dụng con này ấy, thì tốt nhất là các bạn thêm 1 triệu nữa là chúng ta đã mua được Black Shark 4 rồi. Đấy là con máy mà mình đánh giá là nó tối ưu hóa game ngon hơn hẳn. Chủ yếu là Black Shark 4 thì cái mặt lưng nhựa thôi chứ không được mặt lưng kính như con này. Với cả công nhận là con này mặt lưng kính nó đẹp thật. Đặc biệt là viên vàng màu trắng ấy, ui ôi nó đẹp lắm. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang một cái thứ nữa, đó chính là cái phần camera trên chiếc máy này. Rõ ràng đây là một chiếc máy gaming phone thì nó sẽ được tập trung nhiều nhất về mặt gaming, chiếc camera thì cũng sẽ không được chú trọng lắm. Nhưng khi mà so sánh trên thực tế thì camera của con này nó cũng sẽ đạt tiệm cận với camera của Redmi K40 Pro, nên bạn cũng sẽ không cần phải quá đắn đo đâu. Chủ yếu là trong một số những trường hợp khi mà mình chụp ảnh ấy, ở cái vùng nào mà nhiều lá cây quá thì AI nó sẽ đẩy màu xanh lên hơi bị gắt và nó tạo cho chúng ta một cảm giác giống kiểu nó bị lóa cái màu xanh ấy, nhìn đâu cũng thấy màu xanh luôn. Còn khi mà mình chuyển sang một cái góc khác, khi mà mình chụp những bông hoa, khi mà mình chụp những cái tòa nhà, HDR đã cân bằng cũng như là tái tạo được chi tiết của vùng sáng và vùng tối, giúp cho chúng ta có một bức ảnh nhìn nó hài hòa hơn. Hay là cho tới việc khi mà các bạn sử dụng chiếc máy này để chụp hình xóa phông đi, thì chúng ta cũng sẽ có một cái bức hình nó được tách bạch hoàn toàn và không bị lem nhem. Nói chung là cái thuật toán xóa phông của Xiaomi đã làm rất là tốt rồi, thì mình cũng không có điểm gì để nói nữa. Hay là cho tới cái trải nghiệm quay video thì cái mic thu âm trên cái sản phẩm này nó cũng đã được làm ngon giống tương tự những chiếc máy khác mà Xiaomi làm gần đây rồi. Nhưng mà cái trải nghiệm đó là hình ảnh khi mà quay video ra thì nó vẫn chưa được ok cho lắm. Nói chung là cụm camera của con này thì nó sẽ nằm ở mức ổn. Ổn ở cái tầm giá mà nó đang có là 9 triệu đồng, nó không đến mức xấu, nó không đến mức tệ. Nó dùng được, thế thôi. Cho tới những cái thứ khác liên quan đến việc là âm thanh, âm lượng, rồi cho tới việc là rung phản hồi thì con này nó cũng có. Âm thanh của cả hai loa này thì nó cũng khá là cân bằng, mang lại chúng ta được một cái trải nghiệm loa stereo là rõ ràng. Nhưng nếu như các bạn muốn so sánh một chút thì âm thanh của con này cho ra sẽ đạt khoảng tầm 80% so với con Black Shark 4, tức là nó vẫn sẽ yếu hơn. Bởi vì mức giá của nó rẻ hơn thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận với một số những thứ nó sẽ không bằng được. Hay là cho tới việc sạc thì cái chiếc máy này nó cũng sẽ chỉ mất khoảng tầm gần 40 phút để sạc đầy pin thôi. Thì đây cũng là một cái thời gian nó rất là nhanh cho chiếc Redmi K40 Gaming rồi. Và chúng ta cũng sẽ có thêm một cái đặc quyền nữa, đấy là các bạn có thể sử dụng cái tính năng là dùng nguồn điện của sạc để chơi game chứ không còn dùng nguồn điện của pin nữa. Nên trong cái trường hợp nào mà các bạn chơi game quá là cực đoan đi mà hết pin mà vẫn muốn chơi ấy, thì có thể găm sạc vào và chuyển sang cái chế độ đó là chỉ chơi bằng sạc mà thôi. Đây cũng là một trong những tính năng mà mình đánh giá rất cao trên chiếc Redmi K40 Gaming này.
Tóm lại thì đối với Redmi K40 Gaming, đây rõ ràng là một chiếc máy nó mang tới cho chúng ta rất nhiều những trải nghiệm tốt ở việc gaming, nó phục vụ, nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong việc gaming, từ trigger, từ màn hình, từ loa ngoài cho tới việc đó là khả năng sạc nhanh, cùng với đó là sử dụng nguồn sạc để chơi game. Nhưng song song với đó thì chiếc máy này cũng sẽ đang gặp một số những cái vấn đề liên quan đến tối ưu hóa cho một số tựa game, đặc biệt đó là tựa game PUBG, là một tựa game quốc dân mà hiện nay rất nhiều anh em đang chơi, với setting không mở lên được mức cao nhất, cùng với đó là một số những hiện tượng không mong muốn trong quá trình mà chúng ta chơi. Và các bạn thấy sao về Redmi K40 Gaming ở thời điểm hiện tại thì xin comment để lấy ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn có thấy hữu ích đừng quên để một like, share và subscribe kênh YouTube của E2Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.